Anh em chưa like vẫn like giúp anh em này, lấy hiền quá nào. Rồi. Lên. Nam mô Phật lệnh cho amen. Lên được, lên là còn xoay. Lên rồi. Dạ. Rồi đây, anh em nó đang ăn bót nên mình về đập đồ tranh thủ lúc anh em nó chưa về đây không? Cứ đập 3 phan 1 đi. Bây giờ là 3 nháy, tổng cộng 7 nháy. Đấy, tổng cộng 7 nháy. 3 nháy dứt. Chơi luôn. Alo Đình Phạm nha. Mọi người like share cho mình anh em ơi. Anh em đi ăn nhậu số nó bao Thái Lan ủng hộ Thái Lan thì sao thế? Bắt đầu tiên. Thử xem 7 phát là còn được mấy cái quân nha. Bắt đầu tiên này. Việt Nam và Thái Lan chung kết hả? Lốm. À. Gì vậy? Mới khởi động mà thấy không ổn rồi. Rồi, phát thứ hai. Một. Hai. Lốm. Rồi. Tuyệt vời. Được. Không lúc. Không lúc. Nhưng mà thôi tạm thời thôi, không sao hết. Nếu mô có còn hơn không? Được một phát gỡ ra. 2 xịt 1. Lên 1. Bây giờ tiếp. Hải béo nữa hả? Rồi 40%. Đâu? Đối luôn đi, 40%. Cục tay rồi. Rồi. Lùng. Rồi, toàn có 2 béo đi ám rồi, hỏng rồi. 3 xịt lên 1. Quá, tỷ lệ này hơi coi đấy. 3 mà lên được có 1 à. Ba lên 1 là thế, thế không ổn rồi. Bảy lên 1 là một gì nữa? Thì 7 lên 1 nữa. Có rồi, qua đây thịt rất nhiều rồi. Còn sói không hả? Còn một con tấn công à? Rồi, phát thứ 4. Lên dùng nào. Béo lắm, phải được lên 5 cái nha. Đây rồi. Ồ.
Tỷ lệ cái gì ấy? Toàn quá toàn rồi. Chơi con thủy nữa bất động sản báo là 9 lên 1 hả? Oh. Chịu rồi, tỷ lệ này thì chịu rồi. Hai phát cuối cùng là còn nhiều khi mình lên được đúng một cái thật đấy. Nhiều khi lên một cái thật đấy, đùa đâu. Bịp thật. Để này thì chịu. Chịu rồi. Rồi phát thứ mấy rồi không nhớ đâu, còn đếm đi. Rồi là 5 phát rồi đây còn hai cái này. Ồ lúc giờ đeo rơi có sao đơn xỉ. Lên con gấu thì xem khác quả không. Lung, ồ cũng thế. Ồ. Đập kiểu này đúng. Lúng. Em bé ở chuồng nữa nhá, nó thì hỏng rồi. Ồ, được có một cái thì làm ăn cái trò trống gì đây. Được đúng một cái nha mày, bảy phát được đúng một cái, cái trường đúng rồi thôi ông bớt án đi. Con dưới em này đen thật đấy chứ đùa đâu. Làm luôn một phát lông. Được được ốp. Đừng có nói xịt tiếp nha. Cái gì vậy? À, lên rồi mà. Lên rồi mà sao nó không nghỉ ân. Ô. Ô. Giời. Ô. Cái quần gì vậy? Nó bị cái gì vậy? Rồi về không chắc cái này. À lên chín nó hiện vãi. Làm hết hồn luôn. Về không. Có nào. Có khúc nào.
Đầm nó chín nó mới hiện anh em ơi, lúc nãy nó không hiện đấy. Cái này thì như cần 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 hai cái này là xong rồi. Có cái tiêu rồi mà không? Rất khuất nạn. Rồi làm một nhái. Thì tên nó là ảo anh đào mà. Rất ảo. Rồi, về làm nhé. Anh em chưa like vẫn like giúp anh em này, lấy hiền quá nào. Rồi. Lên. Nam mô Phật lấy cho amen. Lên được, lên là còn xoay. Lên rồi. Ô, tưởng nó chấp chấp. Tưởng nó chấp chấp là nó lên rồi. Ô vãi rồi. Chấp lâu tưởng nó lên. Cuối cùng là nó chấp ta mín. Chấp ta mín. Khốn nạn. Ồ.